Mới bóng đá chào mừng tất cả anh em đã đến với buổi nhận định về trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa Argentina và Ả Rập Xê Út. Đây là một trong những trận đấu tại khu vực bảng C của vòng chung kết World Cup năm 2022. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 11 nha tất cả anh em. Ở trận đấu hôm nay thì Mới bóng đá cũng đã từng thảo luận với anh Thắng 88.me đó là nhận định trận đấu này là một trong những trận đấu trên lệch nhất tại khu vực bảng C của World Cup năm nay. Đảm bảo với anh em luôn trận này là bao hấp dẫn và bao luôn kịch tính luôn nha tất cả anh em. Chắc chắn anh em cũng đã biết rằng Argentina đã từng lọt đến trận chung kết World Cup năm 2014 nhưng đáng tiếc là Messi cùng các đồng đội năm ấy đã thua trước người Đức nha. Còn về phía của Ả Rập Xê Út, họ đang là một trong những niềm hy vọng lớn của châu Á về một kỳ tích mà họ có thể tạo nên tại vòng chung kết World Cup năm nay khi đối thủ của họ đó chính là Argentina, một trong những đối thủ cực kỳ mạnh ở khu vực Nam Mỹ. Ở kỳ World Cup 4 năm trước thì đội bóng Tây Á đã không thể tạo nên một cái bất ngờ nào hết khi phải dừng bước sớm ở vòng bảng khi đã thua 2 trên 3 trận đã đấu và để lại rất nhiều tiếc nuối nha anh em. Theo những thông tin mà tôi tham khảo trên anh Thắng 88.me thì cho thấy rằng sự đối đầu giữa Argentina và Ả Rập là một trận đấu rất đáng mong đợi nha. Không chỉ ở khu vực bảng C mà còn là một trong những pha chạm trán hay nhất toàn mùa luôn. Với những gì hiện tại thì anh em có thể thấy rằng là Argentina lần này hoàn toàn thoải mái và tự tin vượt qua vòng loại luôn anh em à. Họ về với vị trí thứ 2, kém Brazil 6 điểm và hoàn thành mục tiêu từ rất sớm nhưng cũng không phải đá bù trận gặp Brazil nữa. Hơn nữa là cái đội đứng thứ 3 Uruguay mới có 11 điểm thôi. Sự tự tin này là không hề thừa thãi đối với Argentina. Chính vì vậy mà Argentina sẽ là một trong những đội bóng được đánh giá rất cao tại kỳ World Cup lần này luôn chứ không phải là ở trận đấu này đâu anh em. Có một yếu tố đặc biệt nữa rằng là Argentina là một trong những đội bóng đang có chuỗi bất bại đáng sợ nha anh em. Chính xác hơn là 30 trận họ chưa bao giờ thua luôn. Một trong những thế hệ mà giàu kinh nghiệm, tính chiến đấu cực kỳ cao của Argentina đang hình thành và đang thực sự rất chín mùi rồi. Với một cái đội hình khủng mang đến World Cup lần này thì Argentina sẽ chắc chắn có sự hiện diện của Lionel Messi là một trong những cái tên sáng giá nhất. Tuyến giữa của Argentina gồm có những cái tên như là De Paul, Paredes và Lo Celso kết hợp cùng với Di Maria hay là Gonzalez. Thì những cái bộ đôi như thế này thì tôi nói thật với anh em luôn là cực kỳ lợi hại và cực kỳ tốt luôn. Nói chung là kỳ này Ả Rập Xê Út hơi mệt mỏi ở khu vực tuyến giữa cũng như là rất khó khăn để đục thủng vào hàng phòng ngự của Argentina. Ả Rập thì hiện tại thì đang nằm ở trong cái thế là yếu nhất bảng C anh em. Bởi vì thành tích bết bát quá. Quá kém luôn. Đội hình thì không phải là một trong những đội hình tối ưu. Ả Rập Xê Út thì tôi nói anh em rồi, nó nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở vòng loại thứ 3 World Cup đó. Nhưng mà phong độ lại không bao giờ ổn định khiến không ít người hâm mộ chán nản. Nói chung là cái người hâm mộ của Ả Rập Xê Út họ cũng không hài lòng với những gì mà Ả Rập Xê Út đang thể hiện. Trong năm 2022 này thì đội bóng của huấn luyện viên Renas chơi tổng cộng là 6 trận. Đội bóng mà thuộc xứ sở dầu mỏ này chỉ thắng được 2, hòa 1 và thua đến 3 trận nha anh em. Thậm chí là Ả Rập Xê Út còn để thua 2 trận gần nhất để chuẩn bị cho World Cup. Trên thực tế mà nói thì Argentina đang sở hữu rất nhiều lợi thế hơn so với Ả Rập Xê Út. Điều này đã thể hiện quá rõ ràng rồi anh em, nhìn vô lực lượng là thấy đáng sợ rồi. Chất lượng đội hình của Argentina là mạnh. Nếu mà nói để so sánh ngang bằng trên một cái cán cân thì Argentina phải so sánh với những đội bóng như là Brazil, Đức, Tây Ban Nha hay là Pháp hay là Anh thì mới cân bằng, nhưng mà để so sánh với Ả Rập Xê Út thì tôi nghĩ là no hope, không hy vọng gì lắm đâu anh em à. Để nói nhận định về cái chất lượng cầu thủ của Ả Rập Xê Út thì tôi khẳng định rằng là Ả Rập Xê Út đã mang đến World Cup lần này là một trong những đội hình mà yếu, nói chung là không có gì nổi bật cả, không có ngôi sao. Các cầu thủ của Ả Rập Xê Út thì đa số là những cầu thủ trẻ, mà vào được cái vòng loại chung kết này rồi á, là một trong những điều rất may mắn đối với Ả Rập Xê Út. Theo tôi bấm quẻ sơ sơ ở trận đấu này là coi chừng Argentina sẽ có một trận đấu tưng bừng trước Ả Rập Xê Út, một đại diện của châu Á. Nói chung là lần này ở trận đấu này lại một đại diện châu Á sẽ đối đầu với một đại diện của Nam Mỹ. Theo những cái quan điểm cá nhân của tôi và những gì tôi tham khảo trên anh Thắng 88.me thì tôi có cảm giác trận đấu này sẽ có kết quả 3-0 nghiêng về Argentina nha anh em. Đúng rồi, chính xác là 3-0. Vâng, đúng là như vậy. Anh em không nghe lầm đâu, 3-0 nha anh em, chính xác luôn đó. Rõ ràng Argentina áp đảo tất cả mọi thứ về con người, về trình độ, về lối đá, về thành tích, nói chung là về tất tần tật luôn anh em à. Cho nên là linh cảm sẽ mách bảo cho anh em, vũ trụ sẽ kêu gọi anh em, tỷ số này sẽ là 3-0 và Argentina sẽ có một trận đấu thiệt là dễ dàng trước Ả Rập Xê Út. Tôi nghĩ là vậy, còn không biết anh em nghĩ như thế nào nha. Nói chung là cái vòng bảng thì bốc thăm, bốc tới, bốc lui, nhưng mà Ả Rập bốc ngay, đụng ngay Argentina, nằm chung bảng Argentina, trận đấu đầu tiên gặp Argentina nữa thì tôi nói là quá su gà na rồi anh em ơi. Đội top cuối so kè với đội đầu bảng thì có gì đâu mà thiệt thòi. Nói chung là phải chấp nhận thôi, mình yếu thì mình chịu thôi, đúng không anh em? Với một cái tình hình mà lạng lách đánh võng như thế này thì tất cả những anh em tài xế thì chắc chắn anh em sẽ biết là anh em sẽ đổ đèo như thế nào rồi, đúng không? Ví dụ như anh em mà cảm giác mà yêu mến Argentina thì tôi nghĩ
rằng anh em nên sự lựa chọn là anh em sẽ nằm về phía của bác tài nhiều hơn. Bác tài đổ 1,5 lít xăng là ok nha anh em. Còn mới bóng đá mạnh dạn dự đoán tỷ số này, nói chung là tôi đã chốt đơn, tôi dự đoán cái tỷ số này cho anh em coi nè. Đó là 3-0 nghiêng về Argentina nha. Còn anh em nào á mà yêu mến Ả Rập Xê Út thì tôi hy vọng rằng anh em sẽ quay đầu đi. Thật sự là Argentina bây giờ nó rất là mạnh nha tất cả anh em. Nếu theo mà các thần tài đến từ châu Á đó, Argentina nằm kèo trên chấp cho Ả Rập Xê Út thì anh em cứ lựa chọn và đi theo niềm tin của mình là Argentina thì nó sẽ an toàn và ổn áp cho anh em hơn là anh em sẽ nằm thở oxy ở khu vực Ả Rập Xê Út nha anh em. Nói chung là đội nào đến với vòng chung kết World Cup lần này thì ai cũng muốn có điểm hết, nhưng riêng Argentina là một trong những đội quyết tâm nhất nha anh em. Đạt được điểm cao ở cái giai đoạn đầu vòng bảng C này thì Argentina là đặt mục tiêu hàng đầu. Đội bóng này luôn có ưu thế về cả thể lực và cũng như là mặt trận luôn. Cho nên là đội bóng này tôi nghĩ rằng là cần phải có điểm, quyết tâm có điểm là chắc chắn là phải thắng ở trận đấu này, cách biệt 2 bàn trước Ả Rập Xê Út rồi. Nãy giờ là mình nói điểm mạnh không à, mình không nói về điểm yếu Argentina gì hết trơn á. Nhưng mà tôi nói với anh em như thế này, bóng đá mình không nói trước được điều gì cả, nhưng mà hy vọng rằng Ả Rập Xê Út nha anh em sẽ tạo nên một cơn địa chấn trước một đối thủ cực mạnh đến từ Nam Mỹ, đó chính là Argentina. Nhưng nói gì thì nói, các cầu thủ Argentina cũng không có nên chủ quan trước các cầu thủ Ả Rập Xê Út đâu nha anh em. Ả Rập Xê Út là một đội bóng dễ chơi nhưng mà khó xơi đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nói chung là anh em nghĩ sao về trận đấu này? À, tôi quên nữa anh em, còn cầu thủ nào mà ghi bàn đầu tiên của trận đấu này, anh em nói ai? Tôi dự đoán là Lautaro Martinez là cầu thủ sẽ ghi bàn thắng đầu tiên cho Argentina ở trận đấu này. Còn anh em nghĩ như thế nào, quan điểm của anh em ra sao thì anh em hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video nhận định hấp dẫn nhất của môn bóng đá tại vòng chung kết World Cup nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều.